chấn động. Thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Quý Hợi sinh 1983, hưởng lộc phú quý, hái về bội tiền, giàu lên trong chớp mắt, đổi đời xứng tầm đại gia. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý khán giả thân mến, lời đầu tiên xin gửi đến quý khán giả những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc quý khán giả luôn dồi dào sức khỏe, tâm an và mọi điều may mắn sẽ đến với quý khán giả trong tháng này và cả những tháng ngày phía trước. Quý anh chị tuổi Quý Hợi thân mến, quý anh chị có tin vào số phận của mình không? Tôi xin khẳng định với anh chị rằng số phận của con người là có thật đấy ạ. Những minh chứng xung quanh ta cho thấy, mặc dù cùng một độ tuổi nhưng sự khác biệt về giàu nghèo giữa mọi người lại rất rõ ràng. Thậm chí trong cùng một gia đình, những người sinh ra cùng thời điểm vẫn có thể có những cuộc đời trái ngược hoàn toàn. Có người sống trong giàu sang, trong khi người khác phải chịu cảnh nghèo khó, thiếu thốn. Chính vì vậy, việc nhận thức và hiểu rõ số phận của bản thân trở nên cực kỳ quan trọng. Cuộc sống này quả thật khó lường, không ai có thể đoán trước được. Và khi đã bước qua cột mốc mốc ở tuổi 41, không ít người lại luôn cảm thấy lo lắng, bất an trong tâm hồn. Dù có nỗ lực làm việc chăm chỉ, gắng gượng từng ngày nhưng xã hội vẫn thường đánh giá thấp và coi thường họ, như thể những cố gắng đó chưa bao giờ được công nhận. Đau lòng hơn, chúng ta còn bị xa lánh bởi cả anh em, bạn bè. Cuộc sống khó khăn đã buộc chúng ta phải vay mượn để có thể tiếp tục sống qua ngày. Giờ đây trong bối cảnh thị trường đang biến động, với giá cả leo thang chóng mặt, chúng ta lại đối mặt với áp lực lớn hơn nữa. Làm sao có đủ tiền để trả nợ và nuôi sống gia đình? Trước những suy nghĩ đó, chúng ta chỉ có thể âm thầm nuốt nước mắt vào trong, tự hỏi tại sao cuộc sống lại đối xử với chúng ta một cách bất công như vậy, phải không? Theo lời tử vi, cuộc sống của người tuổi Quý Hợi trong năm Giáp Thìn 2024 này khá vất vả, lận đận. Tuy nhiên trong tháng 9 âm lịch này, con giáp này sẽ trải qua những thay đổi tích cực đáng kể. Nhờ sự hỗ trợ từ quý nhân và các cát tinh, bản mệnh sẽ được hưởng nhiều may mắn, công việc và tình hình tài chính đều suôn sẻ, dư giả. Vậy để biết vận số trong tháng 9 âm lịch cụ thể ra sao, hãy cùng theo dõi hết video này quý anh chị nhé. Quý khán giả thân mến, ai cũng có những gánh nặng trong đời, ngay cả những người nhìn vô tư nhất cũng mang đá nặng trong túi. Nếu ví cuộc đời của mỗi người là một bộ phim, mỗi bộ phim ấy sẽ có những tình tiết khác nhau, những bước ngoặt khác nhau, những mối quan hệ khác nhau. Chúng ta ở hiện tại được tạo nên từ chính những bước ngoặt và những tình tiết thử thách đặc biệt. Về cơ bản, mỗi người sinh ra đều có một số mệnh được sắp đặt. Có người những năm đầu tiên đã gặp nhiều may mắn, mọi điều thuận lợi. Lại có người sinh ra đã nếm trải đủ thứ khổ sở. Có người giai đoạn trưởng thành diễn ra rất êm đẹp, nhưng có người vừa bước ra cuộc sống đã gặp phải vô số chông gai. Thời gian được coi là thước đo lòng kiên nhẫn và sự mạnh mẽ của mỗi người, cũng là thử thách để tạo ra bước ngoặt thay đổi số mệnh đặc biệt ấy. Có thể chúng ta đang sống những cuộc đời khác nhau, nắm giữ những số mệnh khác nhau, song điểm chung giữa tất cả là đều phải trải qua những vất vả, gian khó. Trong một giai đoạn nào đó, nhiều người lấy sự thành công và hạnh phúc của người khác để làm thước đo cho bản thân, rồi thấy mình thật bất hạnh, trách móc cuộc sống không công bằng. Tuy nhiên, họ không biết rằng hầu hết người ta chỉ đạt được thành tựu nào đó sau khi vượt qua con đường đầy khó khăn. Không ai ngay từ đầu đã bước một bước lên mây. Dù họ có xuất phát điểm như thế nào, chỉ là họ lựa chọn im lặng để bước đi một mình, vượt qua tất cả mọi thứ cho tới tận khi chạm đích cùng một thời điểm. Chúng ta cũng không thể đánh giá người khác bằng những cảm nhận chủ quan của bản thân, bởi những gì mà mỗi người đối mặt là khác nhau. Họ có thể đi chậm hơn bạn một đoạn, nhưng họ cũng có thể đã đi trước bạn nhiều bước. Vậy nên, việc của Quý Hợi là tập trung vào con đường của chính mình. Đường của Quý Hợi cứ bước, chuyện của Quý Hợi cứ làm, đá nặng trong túi, Quý Hợi tự mang thành tựu cuối cùng, Quý Hợi xứng đáng được nhận. Trong số 12 con giáp, người tuổi Quý Hợi được coi là những người may mắn, luôn được phúc khí bao bọc, mang trong mình số mệnh của những người giàu sang, phú quý. Không chỉ có vận trình cuộc sống thuận lợi, mà họ còn có khả năng lan tỏa may mắn đến với những người xung quanh, góp phần tạo dựng một gia đình hưng thịnh và thịnh vượng hơn. Theo thời gian, sự hiện diện của Quý Hợi trong mỗi gia đình luôn mang lại vận may, khiến cho con đường tài lộc và thịnh vượng trở nên thông suốt, giúp gia chủ không bao giờ phải lo lắng về những vấn đề như ăn uống hay mặc đẹp. Cuộc sống của họ sẽ luôn có đủ đầy, không thiếu thốn gì. Một điều may mắn đáng chú ý khác mà không phải con giáp nào cũng được ban tặng,
đó là đường tình duyên của Quý Hợi cực kỳ suôn sẻ. Họ xây dựng được nhiều mối quan hệ bạn bè tốt đẹp và mỗi khi gặp phải khó khăn, họ luôn có thể nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ bạn bè, giúp họ vượt qua những thử thách một cách an toàn. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ và ông trời không ban cho ai tất cả. Trong thời niên thiếu, người tuổi Quý Hợi cũng có thể mắc phải những sai lầm, nhưng điều này chính là cơ hội để họ tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành hơn qua từng năm tháng. Đặc biệt khi bước vào tuổi 35, họ sẽ chạm đến thời kỳ chín mùi trong sự nghiệp và cuộc sống, khi mọi thứ đều trở nên dễ dàng và tài lộc sẽ tràn đầy. Trong cuộc sống hàng ngày, Quý Hợi thường rất thận trọng và tiết kiệm, bởi họ luôn lo lắng về những tình huống bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu gặp phải sự cố mà không có tiền trong tay, họ sẽ phải chạy dạy khắp nơi để tìm cách giải quyết. Điều này là điều mà họ tuyệt đối không mong muốn xảy ra. Vì vậy, khi mọi người xung quanh đang hào hứng mua sắm một món đồ nào đó, Quý Hợi vẫn có thể giữ được sự điềm tĩnh và sáng suốt, tự hỏi liệu bản thân có thực sự cần thiết phải mua như những người khác hay không. Nhiều người cho rằng việc thỏa mãn sở thích cá nhân sẽ mang lại niềm vui cho cuộc sống, nhưng đối với Quý Hợi, họ không cảm thấy như vậy. Họ luôn hướng tới tương lai, lo lắng cho những gì có thể xảy ra trong tương lai hơn là chỉ mãi mê tận hưởng những thú vui nhất thời hiện tại. Chính điều này đã giúp họ duy trì được sự bình tĩnh và khả năng kiểm soát cuộc sống một cách chủ động hơn. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Quý Hợi sinh 1983. Xem tổng quan tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Quý Hợi cho thấy, vận khí của Quý Hợi trong tháng này không tệ. Bản mệnh đón nhiều tin tức tích cực khi vận trình bừng sáng, may mắn theo sát bước chân con giáp này. Tháng 9 âm lịch này, dù làm việc lớn hay nhỏ đều có được thành công bước đầu, mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Công việc của người tuổi Quý Hợi đang tiến triển rất tốt, quý nhân nâng đỡ, hứa hẹn bản mệnh có thể đạt được những thành tựu dễ dàng như kỳ vọng. Tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm, giúp bạn dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Tuy nhiên, cũng vì có lợi thế hơn người nên đôi lúc suy nghĩ và hành động của bạn có phần thái quá, khó tiết chế cảm xúc. Đây cũng là rào cản duy nhất ngăn bạn tiến đến với thành công lớn hơn. Con giáp này nên hành xử thận trọng và khiêm tốn để tránh rước họa vào thân. Theo đó, thu nhập cũng tăng lên đáng kể, chất lượng cuộc sống được đảm bảo hơn trước. Tháng này cũng mở ra nhiều nguồn thu bất ngờ cho Quý Hợi, kinh doanh có lãi, đầu tư sinh lời. Ngoài ra, con giáp này cũng mở rộng được mối quan hệ với khách hàng đáng tin cậy, có thực lực kinh tế, chuyện hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ. Chuyện tình cảm trong tháng 9 âm lịch này, dù bạn là người đã có đôi hay vẫn còn độc thân, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận rõ ràng sự ấm áp và tình cảm từ những người xung quanh. Nếu bạn đã lập gia đình, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia sẽ trở nên hòa hợp, êm ấm và đáng yêu hơn bao giờ hết. Đối với những ai đang yêu, sự gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa hai người sẽ trở nên chặt chẽ hơn, tạo ra nền tảng vững chắc cho một tương lai tươi sáng. Xét về khía cạnh sức khỏe, nhìn chung, tình hình khá ổn định và ít khi gặp phải bệnh tật hay ốm đau. Mặc dù công việc có thể khiến bạn cảm thấy bận rộn và áp lực trong cuộc sống có thể đè nặng lên vai, nhưng bạn luôn biết cách để giải tỏa căng thẳng và chăm sóc bản thân. Nhờ vậy, sức khỏe của bạn không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những áp lực đó. Những triệu chứng khó chịu có thể xảy ra sẽ sớm bị đẩy lùi khi bạn nhận ra tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Từ đó, bạn sẽ có những quyết định sáng suốt hơn trong việc duy trì lối sống lành mạnh và tích cực. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Quý Hợi sinh 1983 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Quý Hợi sinh 1983 trong tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch này, với sự chiếu mệnh của Nguyệt lệnh trường sinh và sao thiên ứng, Quý Hợi sẽ chứng kiến nhiều khởi sắc trong sự nghiệp, dương khí được nâng đỡ, giúp bạn sở hữu nguồn sinh khí tràn đầy. Đồng thời, tinh thần làm việc của bạn cũng hăng say và phấn khởi hơn bao giờ hết. Nhờ vậy, bạn sẽ dễ dàng xử lý công việc một cách hiệu quả. Những vấn đề còn tồn động trước đó sẽ được giải quyết triệt để, mang lại kết quả tốt đẹp vượt ngoài cả mong đợi. Với tính cách lạc quan và vui vẻ, bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy cảm hứng trong công việc,
từ đó tự tin đối mặt với mọi thử thách mà thời điểm này đặt ra. Tinh thần làm việc chăm chỉ và trách nhiệm sẽ giúp bạn nhanh chóng giành được sự tin tưởng từ cả cấp trên lẫn đồng nghiệp. Nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ, bạn có khả năng cao sẽ được cất nhắc lên vị trí xứng đáng hơn. Với năng lực và tài năng của mình, tháng này cũng tạo ra nhiều động lực thúc đẩy bạn khám phá các khía cạnh mới mẻ của bản thân, từ đó khẳng định vị trí của mình trong môi trường làm việc. Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao của bạn cũng trở nên tốt đẹp hơn. Với sự xuất hiện của những quý nhân luôn sẵn lòng giúp đỡ, bạn sẽ nhận được sự chia sẻ và hỗ trợ kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và kết quả công việc hơn hẳn so với trước. Trong giai đoạn này, áp lực công việc của bạn sẽ giảm đi đáng kể, chỉ cần bạn thực hiện mọi thứ theo đúng kế hoạch đã định và làm việc với sự tận tâm. Bạn sẽ không gặp khó khăn để chạm tay vào thành công. Tuy nhiên, dù cho vận khí có thuận lợi đến đâu, yếu tố quyết định thành công vẫn nằm trong tay bạn. Bạn nên luôn giữ sự thận trọng, tránh biểu hiện thái độ kiêu ngạo hay coi thường người khác một cách rõ ràng, bởi điều này có thể mang lại những rắc rối không đáng có. Tử vi tháng 9 âm lịch cũng dự báo rằng sẽ có những mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể gây cản trở cho bạn, đặc biệt là từ những thế lực ngầm hoặc những kẻ ganh ghét mà có thể bạn chỉ là người ăn may trong sự nghiệp. Vì vậy trong tháng này, Quý Hợi hãy cẩn trọng và không nên tự mãn hay lơ là. Điều này có thể dẫn đến những sai lầm đáng tiếc và bỏ lỡ những cơ hội tốt đẹp. Nếu có ai đó mỉa mai bạn vì cho rằng bạn chỉ gặp may, hãy cứ bỏ ngoài tai. Chỉ bạn mới thực sự hiểu rõ vị trí của mình hiện tại là gì và những khó khăn đã trải qua để có được thành công như hôm nay. Xét về phương diện tài lộc của cô tuổi Quý Hợi sinh 1983 trong tháng 9 âm lịch, cùng với sự thăng tiến trong sự nghiệp là nguồn tài chính dồi dào, tháng 9 âm lịch mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho vận trình tài lộc của tuổi Quý Hợi. Theo tử vi, tháng này hứa hẹn sẽ là thời điểm có nhiều điểm sáng, bản mệnh dễ dàng đón nhận những may mắn từ trời ban. Sự xuất hiện của sao Thiên Ấn chỉ ra rằng những người làm trong môi trường văn phòng sẽ có nhiều cơ hội tốt trong lĩnh vực tài chính. Những người làm công ăn lương có thể mạnh dạn đề xuất việc tăng lương cho bản thân, bởi với những thành tích xuất sắc đã thể hiện, khả năng được cấp trên chấp nhận là rất cao. Với năng lực và kinh nghiệm phong phú của mình, bạn hoàn toàn xứng đáng với sự công nhận này. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn nâng cao giá trị bản thân và khẳng định vị thế của mình trong công việc. Nguyệt lệnh trường sinh khuyến khích bạn nên đầu tư mạnh mẽ và quyết đoán trong mọi quyết định. Khi bạn thể hiện sự tự tin, tỷ lệ thành công sẽ gia tăng đáng kể. Tình hình kinh doanh và buôn bán cũng sẽ có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Thời điểm này khi thị trường trở nên sôi động, bạn nên mạnh dạn tiến hành các kế hoạch của mình với hy vọng gặp được nhiều khách hàng lớn và ký kết những hợp đồng có giá trị. Từ đó, tài chính sẽ không ngừng gia tăng. Đối với những ai đang có ý định đầu tư, đây là cơ hội vàng để bạn thực hiện những dự định của mình. Tuy nhiên, việc đầu tư cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh những cám dỗ trước mắt. Đặc biệt, không nên nóng vội và chọn những con đường không chính đáng. Điều này có thể dẫn đến tổn thất nghiêm trọng, thậm chí còn dính vào những rắc rối pháp lý không mong muốn. Sự hanh thông trong tài vận còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh. Quý Hợi nhờ vậy cũng sẽ tìm thấy những mối quan hệ khách hàng và đối tác đáng tin cậy. Những khoản đầu tư mà bạn thực hiện có thể mang lại lợi nhuận cao, giúp bạn xây dựng được vị thế vững vàng trên thị trường. Trước những cơ hội quan trọng và có tính bất ngoặt đến trong tháng, bạn cần giữ tỉnh táo để đánh giá tình hình một cách chính xác. Chỉ cần bạn luôn cẩn trọng trong từng quyết định và không nhụt chí khi đối mặt với khó khăn, bạn sẽ dễ dàng nắm bắt được phần thắng. Tuy nhiên, Quý Hợi cũng nên chú ý đảm bảo rằng mình đã lường trước các rủi ro trong đầu tư và có khả năng kiểm soát tình hình. Bạn cần phải giảm bớt những thói quen phung phí. Đừng vì sĩ diện mà tiêu xài hoang phí, bởi một phút bốc đồng có thể khiến bạn rơi vào tình cảnh kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, làm tiêu tan công sức và nỗ lực mà bạn đã gây dựng bấy lâu. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Quý Hợi sinh 1983 trong tháng 9 âm lịch, tháng này đào hoa khoe sắc rực rỡ, không chỉ mang lại sắc đẹp mà còn thúc đẩy mối nhân duyên của bạn phát triển theo hướng rất tích cực. Đặc biệt, những ai còn độc thân sẽ có cơ hội tuyệt vời để tìm kiếm tình yêu đích thực, không khó khăn gì để có được lương duyên ưng ý. Đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn chủ động mở rộng mối quan hệ xã hội, tích cực tham gia vào các hoạt động giao lưu, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp hay tham gia vào các buổi tụ tập,
từ đó gia tăng cơ hội cho bản thân tìm thấy một nửa còn lại. Đối với những cặp đôi đã trải qua một thời gian tìm hiểu và tình cảm đang ngày càng vững bền, bạn có thể bắt đầu suy nghĩ về một tương lai lâu dài hơn. Điều quan trọng không phải chỉ là việc bạn có cùng nhau tính toán cho tương lai hay không, mà còn là cách hai bạn sống hòa hợp với nhau trong suốt chặng đường phía trước. Tránh việc quá chú trọng vào những vấn đề nhỏ nhặt không đáng có, hãy tập trung vào việc xây dựng một nền tảng vững chắc cho mối quan hệ. Mối quan hệ gia đình trong tháng này đang diễn ra hết sức thuận lợi và êm ấm, tạo ra một bầu không khí hòa hợp và tích cực. Các cặp vợ chồng thường ít xảy ra tranh cãi nhờ vào sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Sự đồng điệu trong suy nghĩ và cảm xúc giữa hai bên giúp họ dễ dàng giải quyết mọi mâu thuẫn phát sinh một cách êm đẹp. Con cái trong gia đình cũng thể hiện sự ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Điều này không chỉ làm cho cha mẹ cảm thấy tự hào mà còn góp phần xây dựng môi trường gia đình vui vẻ, ấm áp. Mọi thành viên trong gia đình đều đóng góp vào bầu không khí này, giúp cho gia đình trở thành chốn an lành mà mỗi người đều muốn trở về sau những bộn bề của cuộc sống bên ngoài. Sự đoàn kết và yêu thương giữa các thành viên mang lại cho bạn cảm giác an tâm và động lực để vượt qua những thách thức trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, không ai có thể tránh khỏi những lúc bát đũa xô nhau, và trong cuộc sống hôn nhân lâu dài, những cãi giả, hiểu lầm là điều không thể tránh khỏi. Đó có thể là những tranh cãi nhỏ về việc không thống nhất trong cách nuôi dạy con cái, hay đơn giản chỉ là những khác biệt trong cách sinh hoạt hàng ngày. Trong những khoảnh khắc như vậy, điều quan trọng là bạn phải giữ được bình tĩnh và hành xử có chừng mực, thay vì để cảm xúc chi phối quyết định của mình. Hãy dành thời gian để lắng nghe quan điểm của đối phương và tìm kiếm giải pháp hợp lý. Đặc biệt, cần tránh để những lời nói dội dàng trong lúc tức giận dẫn đến sự hối tiếc sau này. Một câu nói có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm trạng của cả gia đình. Vì vậy, hãy cẩn trọng trong cách bạn diễn đạt. Hãy nhớ rằng một gia đình hạnh phúc không phải là không có cãi giả, mà là biết cách vượt qua và học hỏi từ những mâu thuẫn đó. Sự hòa hợp và hiểu biết lẫn nhau sẽ giúp gia đình bạn ngày càng thêm gắn kết và vững mạnh. Hãy luôn trân trọng những giây phút bên nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn để gia đạo luôn ấm áp và hạnh phúc. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Hợi sinh 1983 trong tháng 9 âm lịch. Trong tháng này, tình trạng sức khỏe của những người thuộc tuổi Quý Hợi duy trì ở mức ổn định và hài hòa. Một số triệu chứng khó chịu trước đây cũng nhanh chóng được cải thiện và đẩy lùi khi bạn bắt đầu biết trân trọng và chăm sóc sức khỏe của bản thân hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi bất thường của thời tiết có thể khiến cho bạn không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, uể oải, dẫn đến làm việc thiếu sự tập trung và hiệu quả. Để bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất, bạn cần duy trì một chế độ dinh dưỡng cân bằng và thói quen tập luyện thể dục thể thao hợp lý. Những lúc rảnh rỗi, hãy tận dụng thời gian nghỉ ngơi hợp lý, đặc biệt là đảm bảo rằng bạn ngủ đủ giấc, vì việc lao lực quá mức có thể dẫn đến tình trạng sức khỏe bị sa sút nghiêm trọng. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý đến an toàn khi sử dụng các vật dụng sắc nhọn hoặc khi tham gia giao thông nhằm tránh những tai nạn không đáng có. Dù trong những lúc công việc bận rộn và áp lực cuộc sống đè nặng lên vai, bạn vẫn luôn biết cách tìm kiếm những phương pháp hiệu quả để giải tỏa căng thẳng cho bản thân, không để sức khỏe bị ảnh hưởng bởi những áp lực bên ngoài. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế tham gia vào các hoạt động có nguy cơ cao hoặc các môn thể thao có tính chất nguy hiểm, nhằm tránh những va chạm hoặc tai nạn vốn có thể phòng ngừa ngay từ đầu. Hãy luôn lắng nghe cơ thể mình và dành thời gian để chăm sóc sức khỏe một cách cẩn thận và chu đáo, để đảm bảo rằng bạn luôn trong tình trạng tốt nhất để đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống. Tiếp theo sẽ là cẩm nang dượng vận trong tháng 9 âm lịch của tuổi Quý Hợi sinh 1983. Khẩu quyết: mối quan hệ giữa vợ chồng sẽ hài hòa và ổn định, tình cảm đôi lứa bền chặt. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Dần. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn là màu cam và màu tím. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất trong tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Quý Hợi sinh 1983. Ngày mùng 4 tháng 9 âm lịch. Ngày này tài lộc hanh thông, nhiều thu hoạch bất ngờ, bản mệnh cứ làm việc chăm chỉ ắt gặt hái được thành quả xứng đáng. Đây là một ngày thuận lợi cho việc đầu tư và quản lý tài chính. Ngày mùng 6 tháng 9 âm lịch. Đây sẽ một ngày bận rộn với đủ các hạng mục công việc, nhưng bạn cũng sẽ có cảm giác thỏa mãn khi công sức bỏ ra đều xứng đáng. Sự chăm chỉ sẽ giúp bạn gặt hái được nhiều thành tựu lớn lao.
ngày mùng 8 tháng 9 âm lịch. Ngày này công việc hanh thông, bản mệnh có thể được sếp đánh giá cao hoặc khen ngợi trước tập thể. Điều này sẽ giúp củng cố vị trí của bạn. Nhưng nhớ là đừng tỏ thái độ quá kiêu căng hay hống hách kẻo trút những rắc rối không đáng từ kẻ tiểu nhân gây ra. Ngày 11 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh sẽ có nhiều nhận thức về cùng một vấn đề mà trước đó bản thân luôn bế tắc. Bạn đã biết cách thay đổi góc độ để tiếp cận vấn đề, từ đó cũng nhìn ra khúc mắc nằm ở đâu và tập trung giải quyết. Ngày 13 tháng 9 âm lịch. Ngày này tài lộc hanh thông, đầu tư dễ có thu hoạch, tiền đổ về túi cũng là lúc bạn nên bắt đầu tính tới các kế hoạch trong tương lai để tiền đẻ ra tiền và duy trì nguồn tài khí của mình. Ngày 16 tháng 9 âm lịch. Ngày này, mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ, kế hoạch thuận lợi nên cũng có động lực lớn lao để làm việc. Chỉ cần bạn mạnh dạn hơn, đừng quá lo lắng đến những chuyện còn chưa xảy đến, thì đây là một cơ hội không tồi để bứt phá. Ngày 18 tháng 9 âm lịch. Ngày này, bản mệnh nhận được sự che chở của thần tài, đón nhiều cơ hội kiếm tiền, gặt hái tài lộc. Ngày này bạn càng năng nổ và chủ động thì sẽ càng dễ thu được nhiều lợi nhuận. Nếu có lời mời hợp tác làm ăn cũng có thể tranh thủ tiến hành sớm. Ngày 26 tháng 9 âm lịch. Ngày này tài vận hưng dượng, thu nhập từ đầu tư khá tốt. Bạn có thể phân chia số tiền kiếm được của mình ra thành nhiều khoản với các mục đích sử dụng khác nhau. Điều này sẽ giúp bạn quản lý tài chính hợp lý và hạn chế chi tiêu bừa bãi. Ngày 29 tháng 9 âm lịch. Ngày này, không chỉ công việc thuận buồm xuôi gió mà tâm trạng cũng luôn trong trạng thái vui vẻ và sảng khoái. Điều này giúp bạn càng thêm hăng hái, tạo ra thêm những giá trị sáng tạo, nâng cao chất lượng công việc, cấp trên đánh giá cao sự nỗ lực và đóng góp của bạn. Quý khán giả thân mến, không để cho quý khán giả phải đợi chờ thêm và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Quý Hợi sinh 1983 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Quý Hợi sinh 1983. Tuần này có lục hợp quý nhân che chở, người tuổi Quý Hợi thêm tự tin theo đuổi những mục tiêu và lý tưởng bản thân đã đặt ra, công danh sự nghiệp trên đà phát triển. Nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để tiến thân, thì bạn không cần phải lo lắng về chuyện tương lai, sẽ có được nhiều bước đột phá lớn. Các kế hoạch hợp tác làm ăn trong tuần của bạn cũng diễn ra thuận lợi, bản mệnh đang có cơ may phát tài rất lớn, thu về một khoản lợi không nhỏ, khi luôn có những tính toán khôn ngoan và biết phải đầu tư chính xác vào đâu. Về chuyện tình cảm trong tuần, thủy sinh mộc giúp con giáp này có một tuần khá hạnh phúc. Bạn may mắn có được cho mình một người bạn đời lý tưởng, một người biết chung vai sát cánh, sẽ chia bên bạn bất cứ lúc nào. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Quý Hợi sinh 1983. Tuần này, cục diện tương xung có thể là nguyên nhân gây nên sóng gió cho vận trình của người tuổi Quý Hợi. Công việc nhiều trục trặc, kết quả không như mong đợi. Điều này có thể khiến tâm tình bản mệnh bị đè nén, rất dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn với người không cùng quan điểm. Lại thêm kiếp tài đe dọa trong tuần này, tài lộc chẳng những không có khoản thu về mà còn có nguy cơ thất thoát rất lớn vì sự chủ quan của con giáp này. Bạn đang suy nghĩ quá đơn giản, dốc tiền đầu tư cho người không đáng tin cậy, bị lợi dụng lúc nào cũng chẳng hay. Chuyện tình cảm trong tuần này thủy hỏa bất xung nên chuyện tình cảm của tuổi Quý Hợi cũng có dấu hiệu ảm đạm, hiểu lầm cũ chưa kịp tháo gỡ đã lại có thêm những vấn đề mới nảy sinh. Sau nhiều lần hàn gắn bất thành đến chính bạn cũng chán nản với tình trạng hiện tại và chẳng còn thiết tha với việc làm lành với người ấy nữa. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Quý Hợi sinh 1983. Tuần này, thực thần mang tới cho người tuổi Quý Hợi những cơ hội để cải thiện thu nhập. Công việc tiến triển ổn định giúp tài chính của bạn duy trì ở mức đủ ăn đủ mặc. Những việc kinh doanh tay trái cũng có thể tăng doanh thu nhanh chóng, tài lộc dư dả. Nhưng bản mệnh đừng vì thế mà có tâm lý ỷ lại, lười lao động, vì chỉ có khi chăm chỉ làm việc, bạn mới có cơ hội phát triển bản thân, khám phá chính mình và tăng tài sản. Còn thực tế tiền có bao nhiêu cũng có ngày tiêu hết. Trong tuần ngũ hành, thủy dượng cũng nhắc nhở con giáp này cần dành thời gian quan tâm tới sức khỏe của mình. Dù bận rộn đến đâu, bạn cũng nên tự có chế độ nghỉ ngơi và sinh hoạt khoa học, ăn uống đúng bữa, ngủ đủ giấc để duy trì sức đề kháng.
Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Quý Hợi sinh 1983. Tuần này có tam hợp dẫn đường, giúp cho vận thế tài lộc của người tuổi Quý Hợi có nhiều điều khởi sắc. Bạn dựa vào tài năng của mình để giành lấy cơ hội, dựa vào thực lực của mình để thành công, nhờ đó mà có được nguồn thu đáng kể, giúp bạn có thể thoải mái chi tiêu hơn trong thời gian tới. Thiên ấn cũng mang tới cho con giáp này một ngày làm việc hiệu quả. Bạn được cấp trên công nhận và giao cho những trọng trách, cũng được đồng nghiệp yêu quý và hết lòng giúp đỡ. Tuy không tránh khỏi áp lực và mệt mỏi, nhưng những điều đó khiến bạn có thêm động lực để tiến bước tới với thành công. Tuy nhiên, trong tuần ngũ hành xung khắc có thể khiến bạn và nửa kia xảy ra cãi cọ, ảnh hưởng tới hòa khí gia đình khi giao tiếp với bạn đời. Bản mệnh nên điều chỉnh thái độ sao cho mềm mỏng, hòa nhã hơn, đừng quá cứng nhắc và điều này sẽ khiến tình cảm rạn nứt. Quý khán giả thân mến, cuộc đời của mỗi người có thể được xem như một bức tranh đa sắc màu, nơi mà những tình huống tưởng chừng như ngẫu nhiên lại thể hiện sự tất yếu của sự sống. Trong hành trình này, khái niệm may mắn và bất hạnh, niềm vui và nỗi buồn thường đi đôi với nhau, tạo nên những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống của chúng ta. Mặc dù có thể gặp phải những trở ngại và khó khăn, chúng ta vẫn hoàn toàn có khả năng duy trì một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Mới là chúng ta biết cách chọn lựa cho mình một thái độ sống tích cực cùng với một lối sống đúng đắn, mẫu mực. Bài viết này sẽ chia sẻ với bạn ba yếu tố quan trọng giúp gia tăng mức độ hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Yếu tố thứ nhất, trong cuộc sống hãy học cách không quá tính toán mọi thứ mà hãy thuận theo tự nhiên. Trong hành trình ngắn ngủi của đời người, có rất nhiều điều mà chúng ta mong muốn đạt được, từ những giá trị vật chất như sự đầy đủ và sung túc, đến những khía cạnh tinh thần như sự phong phú và khỏe mạnh. Chính vì lẽ đó, chúng ta thường xuyên suy tư và lập kế hoạch để thỏa mãn hết thảy nhu cầu của bản thân. Thế nhưng, cho dù có tính toán chi tiết đến đâu, cuộc sống vẫn luôn có những bất ngờ không thể lường trước và không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra theo ý muốn của chúng ta. Kết quả đạt được đôi khi cũng không giống như kỳ vọng, từ đó khiến cho tâm hồn chúng ta trở nên nặng nề, áp lực và mệt mỏi bởi những lo toan và suy nghĩ thực tế. Việc nắm giữ hạnh phúc giống như cố gắng nắm giữ một nắm cắt trong tay. Nếu bạn nắm chặt quá, cắt xe trượt ra ngoài nhanh chóng. Còn nếu bạn mở lòng bàn tay ra, những hạt cát sẽ ở lại bền lâu. Có rất nhiều việc trong cuộc sống, chỉ cần chúng ta nỗ lực hết khả năng của mình mà không kỳ vọng quá nhiều, đồng thời giảm bớt sự tính toán, giữ cho tâm hồn mình luôn tự do và lương thiện, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực. Hãy sống hòa hợp với thiên nhiên và vũ trụ để mọi việc xảy ra tự nhiên, giống như dòng nước hiền hòa. Uống lượng khi gặp phải chướng ngại vật, nếu chúng ta có thể tiếp cận cuộc sống bằng tâm thái thuần khiết và điềm tĩnh, luôn suy nghĩ cho người khác, chúng ta sẽ không bao giờ phải lo lắng hay bất an về bất kỳ điều gì xảy ra trong cuộc đời này. Yếu tố thứ hai mà chúng ta cần chú ý là không nên coi thường người khác, cũng như không nên tự mãn về bản thân mình. Mỗi người trong chúng ta khi được sinh ra đều mang trong mình một số phận và cuộc đời độc lập, riêng biệt, từ đó dẫn đến những hoàn cảnh sống và tính cách khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta không thể chỉ dựa vào cảm xúc, vị trí và quan điểm sống của bản thân để phán xét hay đánh giá người khác, cũng như không thể xác định một cách rõ ràng đâu là đúng, đâu là sai. Tất cả những đánh giá trong cuộc sống đều phát sinh từ sự so sánh. Liệu chúng ta có đang so sánh bản thân mình với những người khác, hay là so sánh giữa các cá nhân với nhau, hoặc đơn giản chỉ là từ sở thích và những điều mà ta không ưa thích? Thường thì khi thực hiện những cuộc phán xét hay đánh giá, chúng ta không thể hoàn toàn kiểm soát được bản thân, mà thay vào đó để cảm xúc dẫn dắt chúng ta mà không sử dụng lý trí một cách hợp lý. Mặc dù vậy, mỗi cá nhân đều là một loài hoa độc đáo trong vườn hoa của cuộc sống. Chúng ta đều sở hữu những giá trị riêng biệt và là duy nhất trong cách mà chúng ta tồn tại. Vì thế, đừng bao giờ đánh giá hay hạ thấp người khác thông qua lăng kính chủ quan của mình. Nếu chúng ta có thể đặt mình vào vị trí của người khác, thấu hiểu tâm tư và ý định của họ, chúng ta sẽ nhận ra rằng mọi điều trong cuộc sống đều có nguyên tắc của nó, chỉ là chúng được xem xét từ những góc nhìn khác nhau mà thôi. Người xưa đã từng nói, hữu xạ tự nhiên hương, có nghĩa là bản chất của chúng ta sẽ luôn được phản ánh một cách chân thực qua từng suy nghĩ, lời nói và hành động, giống như một bông hoa có hương thơm ngào ngạt. Nó sẽ tự động thu hút những chú bướm và ong đến với mình. Con người cũng tương tự, chúng ta không cần phải đưa ra định nghĩa hay miêu tả về bản thân cho người khác,
Khiêm tốn chính là đức tính cao quý của những người tốt đẹp và vĩ đại. Nhân cách và phẩm hạnh của mỗi người chính là hương thơm của tâm hồn những ai biết nói ít, làm nhiều và không mong muốn được ghi nhận hay khen thưởng cho những hành động tốt của mình, chính là những người đang tỏa sáng với những phẩm chất cao đẹp mà họ sở hữu. Yếu tố thứ ba mà chúng ta cần ghi nhớ là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy học cách kiên nhẫn với chính mình. Nhiều người thường lầm tưởng rằng sự nhẫn nại chỉ là cách để chúng ta đối xử với những người xung quanh, nhưng thực tế, điều này cũng vô cùng cần thiết khi đối diện với chính bản thân mình. Trong một thế giới ngày càng phức tạp và hỗn loạn như hiện nay, không thể tránh khỏi việc chúng ta phải đối mặt với nhiều tình huống gây bực bội, những người khiến ta cảm thấy khó chịu. Nếu không biết cách kiểm soát cảm xúc của mình, rất có thể chúng ta sẽ phản ứng một cách thiếu sáng suốt để cơn giận dữ lấn át lý trí và dẫn đến những hành động tiêu cực. Thế nhưng, cuộc sống luôn diễn ra theo quy luật tự nhiên của nó và chúng ta thường không có khả năng để thay đổi những điều đang diễn ra xung quanh. Do đó, với bất kỳ tình huống nào xảy ra, nếu ta không thể kiềm chế cơn nóng giận, không thể áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức đúng đắn để tự điều chỉnh bản thân, chúng ta sẽ dễ dàng cảm thấy tổn thương và bị xúc phạm. Hệ quả là những cảm xúc tiêu cực này sẽ dẫn dắt chúng ta đến những hành động không mong muốn, khiến chúng ta phải sống trong trạng thái trầm uất, than phiền và tự trách móc bản thân. Ngược lại, nếu trong những tình huống khó khăn đó chúng ta có thể ngẫm lại, giữ cho tâm trí bình tĩnh và đón nhận mọi việc với một thái độ hòa nhã, những mâu thuẫn mà chúng ta gặp phải sẽ tự nhiên trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều. Không ai có thể phủ nhận rằng khó khăn và mâu thuẫn là những điều không thể thiếu trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi đối diện với những thử thách đó, nếu ta có thể giữ vững phẩm chất cao thượng, lòng bao dung và sự vị tha của bản thân, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Trong hành trình học tập hay sự nghiệp, ngay cả khi những kết quả đạt được sau nhiều tháng, nhiều năm phấn đấu không như mong đợi, chúng ta vẫn cần phải kiên nhẫn với bản thân và chấp nhận những gì mình đang có. Đừng tự trách móc mình, cũng đừng đổ lỗi cho những người khác xung quanh. Sự nhẫn nại trong mọi tình huống thực sự là nguồn năng lượng giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi lần thất bại. Kiên nhẫn với người khác chính là cách chúng ta thể hiện sự kiên nhẫn với chính mình. Khi một người mắc phải lỗi lầm, chỉ cần một lời nói, một ánh mắt, một nụ cười hay một cử chỉ của bạn dù rất nhỏ thôi, cũng sẽ khiến họ nguyện ý thay đổi và cảm kích suốt cuộc đời. Nếu trong lòng luôn ghi nhớ điểm tốt của người khác, thì bạn mới có thể làm được điều ấy một cách thật lòng. Trong cuộc sống, có lẽ mỗi người trong chúng ta đều từng mắc phải cùng một tật xấu, đó là nói xấu người khác. Đối với chúng ta, có 10 điểm tốt và 1 điểm không tốt, thì 10 điểm tốt kia đều sẽ bị chúng ta gạt bỏ toàn bộ chỉ trong nháy mắt mà thôi. Chúng ta thường có xu hướng nhớ kỹ khuyết điểm và sai lầm của người khác, dù chúng rất nhỏ bé. Nhớ kỹ những lúc người khác ngạo mạn, xem thường chúng ta rồi ấm ức. Vì thế, chúng ta sẽ càng nhìn thấy ở họ chứa đầy sự xấu xa. Càng nhìn thì lại càng thấy người này đã không thể chấp nhận nổi, không thể nói lý được nữa rồi. Nhưng chúng ta lại thường quên mất rằng người khác chính là chiếc gương của mình. Nhìn vào chiếc gương với nét mặt như thế nào thì từ trong gương sẽ phản xạ lại hình ảnh như thế. Một khi bạn nở nụ cười tươi rạng rỡ nhìn vào chiếc gương ấy, thì hình ảnh mà bạn nhận được là một gương mặt rạng rỡ, tươi vui. Còn khi dùng nét mặt giận dữ trao mày trước mắt nhìn vào chiếc gương, thì hình ảnh mà bạn nhận lại sao có thể không phải là gương mặt không vừa ý ấy được. Khuyết điểm của người khác vốn chỉ rất nhỏ, nhưng khi lọt vào mắt của chúng ta thì nó lại được phóng đại lên rất nhiều lần. Vì thế mà chúng ta xem người này giống như cái gai trong mắt mình, cái dăm trong xương nhất định phải rút ra trước thì mới có thể vui được. Suy cho cùng, nhớ những sai lầm của người khác không chỉ khiến khoảng cách giữa bạn với người ấy xa hơn mà còn là tự làm hại bản thân mình. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, khoan dung với khuyết điểm của họ, thì sau một thời gian, trong con mắt chúng ta sẽ đầy ắp những điểm tốt của họ. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác trong lòng sẽ khiến thế giới này trở nên tốt đẹp vô cùng. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, bạn sẽ càng có thêm được những người bạn trong cuộc đời. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, phóng đại điểm tốt của họ, thì quan hệ giữa con người với con người sẽ trở nên càng thêm hòa thuận, ấm áp. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, gia đình bạn nhất định sẽ vui vẻ, hòa thuận và hạnh phúc hơn nhiều lần, sẽ càng có nhiều tiếng hoan hô và những nụ cười rạng rỡ. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, có được một tấm lòng biết ơn mọi người sẽ có kết quả khác xa so với việc luôn nhớ đến khuyết điểm của họ. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, bạn đã là người có trái tim khoan dung, độ lượng. Còn nếu trong lòng luôn nhớ đến lỗi lầm, khuyết điểm của họ, thì bạn sẽ càng có thêm nhiều điểm tốt để chỉ trích.
Khuyết điểm của người khác thì chính là bạn đang nuôi dưỡng một tâm đáng hờn, sống sẽ thống khổ hơn vạn lần. Trong cuộc đời này, mỗi người đến bên bạn đều là có nguyên do, ai cũng đều không ngẫu nhiên mà xuất hiện, vậy thì sao còn không nhớ kỹ những điểm tốt của họ, biết ơn họ ở đây? Nếu như trong lòng luôn nhớ đến lỗi lầm của người khác, thì chính là bạn đang lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình, từ đó mà làm cho cuộc sống của mình không vui vẻ. Tâm ghen ghét, oán giận nổi lên khiến bạn trở thành một người ích kỷ, luôn nhớ kỹ ưu điểm, điểm tốt của người thân, bạn bè. Người vô tình qua đường mỉm cười với bạn, trong lòng luôn thầm biết ơn thì bạn chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, khoan dung, tha thứ lỗi lầm của người khác, ấy cũng chính là người có phúc khí sẽ được phúc báo trong cuộc đời. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Quý Hợi sinh 1983 trong tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.